Chào mừng tất cả các anh chị em quay lại với kênh YouTube của Phạm Ngọc Anh. Hôm nay tôi sẽ làm riêng một cái video dành riêng cho các bạn trẻ, đặc biệt là cái nhóm 2X. Vì thời gian gần đây tôi nhận được rất nhiều các chủ đề liên quan đến nghèo, sang chảnh, liên quan đến ngáo đá, liên quan đến ngáo thành công. Và hầu hết các cái tình huống điển hình, các cái tình huống này đều xuất phát từ cái nhóm bạn trẻ, rất trẻ 2X, chỉ ngoài 20 thôi. Do vậy tôi phải có trách nhiệm, tôi nói về cái chủ đề thành công. Thường thì những cái lớp học của tôi về thành công thì thiên về cho những người ở tuổi 3X, 4X, những cái người đã có những cái trải nghiệm, những người đã có những cái lăn lộn ở ngoài cuộc đời. Nên là cái hướng đi, cái kế hoạch nó cũng sẽ rất khác so với những cái bạn ở tuổi còn rất là trẻ, nhưng ngoài 20. Vì vậy hôm nay tôi sẽ phải nói về chủ đề này. Đấy là để thực sự thành công và tạo ra một cái đà, tạo ra một cái móng vững chắc cho cái thành công cho những bạn trẻ thì chúng ta cần phải có những yếu tố nào. Tôi thấy rằng là nó giống như một cái ngôi nhà, nó có cái móng. Để có một ngôi nhà vững chắc thì người ta làm thường làm một cái móng rất là kỹ càng, thì sau này cái nhà nó mới vững chắc trên đấy. Thế thì thành công nó cũng có cái móng riêng của nó. Cái móng là cái bệ đỡ, cái móng là cái thứ nó tạo ra sự ổn định trong tương lai. Nếu bạn muốn có một cái thành công bền vững thì hãy lắng nghe thật kỹ bốn cái yếu tố sau đây dưới góc nhìn của tôi. Những bạn trẻ mà trang bị nó từ rất sớm thì tôi khẳng định tương lai bạn sẽ có một thành công rất là chắc chắn, thành công bền vững. Và mong ước của tôi là các bạn có quyền mơ ước về thành công nhưng cần phải thực tế. Đấy. Thay vì ra ngoài kia rồi làm hò hét, nói những điều rất là to tát và người ta lại bảo là các bạn ngáo. Một cái lý do nữa là cái lớp voice up của tôi là cái lớp thường là những người anh chị trên 25 tuổi đi học, nên là không phải lúc nào các bạn cũng có cơ hội đến lớp voice up đấy để học những cái triết lý tại lớp học đấy. Vì vậy hãy lắng nghe thật kỹ video này và chúng ta cùng bắt đầu. Sau video này bạn thấy những cái gì tôi nói nó đúng, nó logic, nó hợp lý thì bạn phải chia sẻ cái video này để cho những cái bạn khác ở độ tuổi 2X được cập nhật những cái kiến thức giống như bạn. Móng của thành công bao gồm 4 yếu tố. Nó giống như một cái ghế có 4 chân, một cái giường có 4 cái trụ. Đấy. Thì điều đầu tiên tôi muốn các bạn phải nhớ thật là rõ, nhận thức rõ là mình đang ở đâu trong cuộc đời này. Có một cái câu rất là hay trong dân gian, đấy là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Chúng ta phải hiểu rõ cái xuất phát điểm của mình. Đấy là cái thứ nhất tôi yêu cầu, hiểu rõ xuất phát điểm của bạn. Bạn sinh ra trong một gia đình như thế nào, bố mẹ bạn ra sao, gia cảnh của bạn như thế nào, bạn được nuôi nấng ra sao, bạn được chu cấp một cái quá trình học tập như thế nào. Tất cả những cái đó nó thuộc vào cái gọi là xuất phát điểm của bạn. Bạn là người cao lớn, bạn là người duyên dáng, hay bạn là người tự tin, hay là bạn là người nhỏ bé. Tất cả những cái đó là cái việc cuộc đời bố mẹ trao tặng cho bạn. Thì cái đó nó gọi là xuất phát điểm của bạn. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Rất nhiều bạn trẻ cứ nhìn những thành công của người khác, nhìn những thành công của những bạn trẻ khác thì có những cái so sánh này nọ. Nhưng bạn phải hiểu rằng bạn với họ rất khác nhau. Bố mẹ của bạn và bố mẹ của họ khác nhau. Học thức của bạn và học thức của họ rất khác nhau. Sức khỏe của bạn và sức khỏe của họ rất khác nhau. Vậy tại sao bạn lại so sánh cái con đường của bạn với con đường những bạn trẻ khác ngoài kia? Cái chuyện đấy là chuyện rất là hoang đường. Ở đời phải biết mình là ai, nhận thức rõ cái điểm mạnh và điểm yếu của mình. Đó. Có thể bạn có rất nhiều điểm yếu, như bố mẹ bạn không giàu, gia thế của bạn không hoành tráng, bố mẹ bạn không làm to, nhà bạn không những có mối quan hệ quan chức để bạn chạy trọt bỡ đỡ. Nhưng tôi cho rằng bạn luôn có một cái lợi thế. Lợi thế này luôn có bên trong mỗi một chúng ta. Đó là cái lòng quyết tâm, đó là cái sự kiên trì, đó là khả năng chăm chỉ và chiến đấu không ngừng nghỉ. Thì ai cũng có cái ưu điểm này. Và đây là một ưu điểm tích cực. Chỉ có điều là bạn có muốn kích hoạt nó và sử dụng nó hay không. Hãy xác định rõ cái xuất phát điểm của bạn thì bạn mới chọn cái phương tiện phù hợp trên cái đường đời, trên cái thành công của bạn. Tôi lấy ví dụ là tôi giả sử bây giờ bạn đang ở Hà Nội và Đà Nẵng là một cái đích đến thành công của bạn. Thế thì những cái người mà họ có những xuất phát điểm tốt, họ có những nguồn lực nó dồi dào, họ có thể sử dụng xe ô tô, họ có thể sử dụng đi tàu, hoặc có những người có cái nguồn lực hỗ trợ rất tốt, họ thậm chí có thể đi máy bay. Tuy nhiên bạn chả có gì ngoài chiếc xe đạp.
Tôi cho rằng bạn vẫn có thể cho mình, cho phép mình cái quyền đến với Đà Nẵng. Nó giả sử giống như mục đích đến thành công trong tương lai. Chỉ có điều là người ta phải đi mất một ngày, máy bay đi mất tiếng rưỡi, bạn có thể phải đi 6-7 ngày, nhưng bạn vẫn đến mà. Bạn vẫn có quyền đến đó. Cái xuất phát điểm của bạn sẽ quyết định cái phương tiện. Cái phương tiện nó rất quan trọng. Nhưng mà nhiều người cái nguồn lực không có, cái sự hỗ trợ không có, nhưng mà lại cứ đòi giống những cái thứ giống như người khác. Cái chuyện đấy là chuyện rất hoang đường. Nên là cái thứ một bạn phải nhớ giúp tôi, đấy là phải biết rõ mình là ai, điểm mạnh, điểm yếu, những cái lợi thế của mình đang có là gì. Tất cả chúng ta không phải ai cũng có những cái cơ hội rất là tốt đẹp khi gia cảnh hoặc là cái sự hỗ trợ khi mình trưởng thành. Thì đừng quên, bạn còn ý chí, bạn còn tinh thần và bạn còn nghị lực. Đừng quên cái điều đấy. Vì vậy con đường của bạn và con đường của những người khác, của những bạn trẻ khác sẽ rất khác nhau, không ai giống ai. Nhưng đích đến, bạn vẫn có quyền giữ một cái đích đến và một cái khát vọng, một điểm đến tích cực. Đấy là cái móng thứ nhất. Cái móng thứ hai đó là học tập liên tục. Cái khả năng học tập nó rất quan trọng. Tôi thấy chúng ta có một cái hệ quả rất tiêu cực. Khi chúng ta học xong đại học, chúng ta tưởng rằng như thế là đủ rồi, kiến thức như thế là đủ rồi, có bằng cử nhân, bằng đại học thế là đủ rồi. Thì cái đấy đối với bố mẹ chúng ta, ông bà chúng ta thì đúng. Ở thời xưa thì cái môn học tập nó gọi là one time learning, tức là học một lần, có một cái bằng thôi, và dùng cái đấy cả cuộc đời. Vì cái thế giới nó rất thuần, cái công việc nó rất thuần, nó không có những cái sự biến động, nó không có sự xáo trộn. Nên chỉ cần học một kiến thức thôi, có thể dùng vài chục năm, dùng đi dùng lại mãi không hết. Nhưng nếu bạn vẫn còn cái tư duy one time learning như thế thì rất là tệ hại. Cái thời nay nó gọi là lifetime learning, tức là học tập trọn đời. Bởi vì kiến thức nó sẽ thay đổi liên tục, cái tình thế, cái thị trường, cái bối cảnh xã hội nó sẽ thay đổi liên tục. Và bạn không cập nhật cho mình những cái kiến thức và kỹ năng mới liên tục thì bạn sẽ bị tụt hậu. Nên tôi cho rằng cái tốc độ học tập, cái khả năng học tập, đặc biệt là tự học tập và tự nghiên cứu, là một cái kỹ năng quan trọng mà các bạn trẻ ngày nay rất yếu. Tôi thấy không phải nhiều bạn trẻ yêu thích đọc sách. Tôi thấy không phải nhiều bạn trẻ thích học các khóa học online. Vâng, sau khi rời ghế đại học thì các bạn chỉ có một số ít những cái bạn trẻ tiến bộ. Và tin vui dành cho bạn là bây giờ, ngày xưa thì học nó còn xa xỉ, nó còn phải mất tiền, nó phải thế này nọ. Bây giờ rất nhiều thứ học miễn phí, rất nhiều thứ, chỉ có điều là cái năng lực học tập của bạn như nào thôi, và cái tư duy của bạn sẵn sàng cho việc học tập hay không. Đừng đọc những cái cuốn sách, đừng đọc những câu chuyện Bill Gates không cần học đại học, hay là tỷ phú này tỷ phú kia chỉ học hết cấp 3 thôi. No, thì các bạn sai lầm đấy. Ừ, có thể họ không theo cái con đường học thuật để lấy những cái bằng cấp, nhưng họ chưa bao giờ dừng cái việc học tập everyday, mỗi một ngày liên tục học tập không ngừng nghỉ. Vâng, thậm chí Bill Gates đến bây giờ ở tuổi 60-70 rồi họ vẫn còn học tập không ngừng nghỉ. Một tuần họ vẫn đọc 1-2 cuốn sách. Thế các bạn, vâng, học tập cho bạn cảm giác mình là người đang tiến bộ và đang đi về phía trước. Một cái không thể thiếu khi bạn dấn thân vào cái thế giới toàn cầu, đặc biệt là thế hệ mà 2X, vâng, ngoài 20 tuổi, là tiếng Anh. Bởi vì nếu bạn chỉ học tập bằng tiếng Việt thì cái kiến thức nó rất là hạn chế. Nhưng nếu bạn có thể học tập bằng cả tiếng Việt, bằng cả tiếng Anh, thì cái lượng kiến thức bạn có thể thu lượm vào nó khổng lồ. Mà đặc biệt chúng ta là thế giới thẳng, và chúng ta làm việc với nước ngoài, nên là cái tiếng Anh và tiếng Anh có thể sử dụng được nó rất quan trọng. Tiếng Anh học tập nó rất quan trọng, đừng lơ là cái việc đấy. Và lại nói về cái đấy thì có rất nhiều app để cho bạn học tiếng Anh hoàn toàn free, tôi không còn chỉ bạn. Nên cái cột thứ hai của cái móng đó là cái khả năng học tập. Học tập liên tục, học tập không ngừng nghỉ. Hãy đặt cho mình một cái mục tiêu. Một tháng mình cần đọc bao nhiêu cuốn sách, 3 tháng, 6 tháng mình cần biết thêm kỹ năng gì. Cái điều đó rất quan trọng nếu bạn không muốn bị tụt hậu. Cái cột thứ ba của cái móng tôi muốn nhắc đến, đấy là tư duy phản biện. Bạn nhìn một cái vấn đề, bạn phải có khả năng lật ngược, lật xuôi, lật ngược, lật xuôi để nhìn nó theo những cái góc khác nhau. Thế nó gọi là tư duy phản biện đa chiều. Bạn đừng nhìn một vấn đề trực diện và bạn cho rằng như thế nó sẽ là như thế. Cái góc nhìn này nó cho phép bạn phát triển cái trí tuệ của bạn lên một cái tầm cao mới vô hạn. Tôi lấy ví dụ, nếu tôi hỏi bạn đây là cái dấu gì,
bạn sẽ trả lời tôi rất đơn giản, đây là cái dấu cộng, rất là dễ hiểu. Nhưng nếu tôi chỉ cần xoay hơi nghiêng ra thôi thì có thể nó đã thành một cái dấu khác, dấu nhân rồi. Thế thì một cái vấn đề nó có rất nhiều chiều cho việc nhìn nhận nó. Bạn phải nhìn nhận nó rất là phức tạp. Vì vậy một cái vấn đề nó có rất nhiều chiều để nhìn nhận nó. Bạn phải có khả năng nhìn một cái vấn đề đa chiều để có những góc hiểu biết khác nhau để lựa chọn cái nào là cái đúng đắn. Bởi vì chúng ta đang ở trong một cái thế giới của sự nhiễu loạn thông tin. Rất nhiều thông tin đưa lên, cái thứ thì thật, cái thứ thì ảo. Vâng, không biết đâu rồi một lần. Vâng, tôi lấy ví dụ như bây giờ bạn thấy một cái bạn trẻ ở tuổi 25 thôi, đăng hình trên Facebook rồi siêu xe, rồi là khoe tháng này mình kiếm được tiền tỷ tháng kia, thì ngay lập tức tôi nghĩ tư duy của các bạn sẽ rất là thuần. Giỏi thế, ngưỡng mộ thế mà. Nhưng mà đằng sau đấy nó ẩn chứa rất nhiều các câu chuyện khác nhau. Có thể đấy chỉ là làm màu, có thể chỉ đấy chỉ là một bộ phim, đúng không? Cũng có thể đấy là những người giỏi thật, không biết được. Bạn phải nhìn mọi thứ rất là đa chiều. Nếu không thì bạn sẽ rất dễ sa đà vào cái vòng xoáy của một cái sự nhiễu loạn thông tin kinh khủng khiếp trên cái thế giới Internet này. Đấy, đó là lý do mà có rất nhiều cuốn sách về làm giàu, có rất nhiều cuốn sách về thành công, có rất nhiều những cái gương bạn trẻ trên Internet nhưng mà toàn là sống ảo sang chảnh, khiến một cái bộ phận nào đó rất có thể bị ngộ nhận về thành công và ngộ nhận về những cái khái niệm. Hôm nọ con tôi cũng độ tuổi 20 xem một cái video của một cái anh NTN nào đấy, anh bảo là anh chả cần học đại học, anh chỉ cần học hết lớp 12 thôi, anh làm YouTuber anh cũng kiếm được hàng trăm triệu. Thế thì nếu bạn hiểu trực diện của cái nghĩa đen của nó, bạn sẽ rất trầm trồ. Wow, thế thì mình cũng chả cần học hết lớp 12, mình cũng chỉ thế thôi, mình làm YouTuber. Nhưng bạn không biết rằng xuất phát điểm của cậu đấy khác, xuất phát điểm của mình khác. Cậu ấy nói đúng trong tình huống của cậu thôi, nhưng với tình huống của mình, với tình huống của người khác chưa chắc. Có đúng nào? Chúng ta có thể học từ người đấy, từ cái lao động chăm chỉ, từ cái sự sáng tạo, từ cái cách kiếm tiền thông minh. Chúng ta chỉ gạn lọc thôi, chứ không phải cái gì chúng ta nhìn thấy. Nên là những bạn trẻ cần phải có cái tư duy phản biện, tư duy đa chiều, lật ngược, lật xuôi, lật ngược, lật xuôi một cái vấn đề nào đó để nhìn ngắm nó thật là kỹ càng, để học từ những cái điều đó. Đấy là cái điều mà tôi lo ngại nhất, và nó cần phải trau dồi. Chứ không thì bạn giống như một cái tờ giấy trắng, người ta hôm nay quét màu đen, ngày kia người ta quét màu đỏ, kia người ta quét màu xanh, nó rất là mệt mỏi. Đó. Tất nhiên để làm việc này thì nó quan tâm đến cái số 2, bạn phải đọc, bạn phải học rất nhiều. Bởi vì dựa trên cái kiến thức mà bạn có, dựa trên những cái hiểu biết bạn đã đọc được, bạn đã được trau dồi, thì bạn mới có những cái lăng kính khác nhau để bạn nhìn thế giới theo những cái cách khác nhau, thưa bạn. Đấy. Cái mong thứ tư tôi muốn các bạn trẻ cần phải, nó sẽ là một cái bệ đỡ rất là trọng yếu, đó là nền tảng của tư duy tích cực. Lúc nào cũng phải giữ cho mình một cái tinh thần lạc quan, lúc nào cũng phải tư duy tích cực. Tư duy tích cực nó có những cái lợi thế, nó sẽ luôn giúp bạn sảng khoái, luôn giúp bạn yêu đời, luôn giúp bạn phấn chấn, và đầu óc bạn rất là minh mẫn sáng tạo để bạn đưa ra những cái giải pháp trước những cái khó khăn. Còn tư duy tiêu cực thì thường là bạn sẽ kêu ca, bạn sẽ phàn nàn, bạn sẽ đổ lỗi, bạn sẽ... và thường là bạn sẽ buông xuôi và bạn chả làm gì cả. Cái điều này rất nguy hại. Nên là cần phải có cái tư duy tích cực. Tôi nhớ trên Internet có một câu chuyện vui về cái chuyện một cái bạn trẻ đang ngồi ở công viên mặc cái áo sáng màu mà không may bị một cái con chim nó đậu trên cành cây, nó bĩnh bụp một cái, thế là nguyên một cái bãi ở vai. Thế thì thông thường thì bạn sẽ thấy rất là mạnh, con chim mà bố mãi cả ngày nay bố chuẩn bị cái áo, hôm nay bố mà đi làm, hôm nay bố phải ra mắt sếp, hôm nay bố mới phải họp, em bây giờ mày làm phá hỏng cả ngày. Và rồi vài tiếng sau đó với bạn là thảm họa của một trạng thái rất là bực bội, nói chuyện thì cáu gắt và không ai hiểu tại sao, chỉ vì một cái hoàn cảnh nó đưa đến.
Nhưng mà cái câu chuyện rất thú vị là cái người mà tư duy tích cực ấy, cái người mà lạc quan ấy, thì biết rằng là thôi cái chuyện nó đã rồi, mình có kêu than nó cũng chả giải quyết được cái gì, thì có thể nhìn lên con chim mà mỉm cười ủi mày quá. Đấy là con chim, con bò nó mà biết bay thì mình có mà vỡ mặt. Rồi sau đó lại gột đi và giữ một cái trạng thái rất là lạc quan, là tích cực. Thì đây là cái thứ mà nó sẽ là một cái bệ phóng, một cái nền tảng rất quan trọng. Nó sẽ hỗ trợ cho bạn tư duy phản biện, hỗ trợ cho bạn học tập, và nó hỗ trợ cho bạn cả cái việc ý thức rất là rõ cái xuất phát điểm. Thì từ cái móng thành công này thì từng bước bạn sẽ xây cái ngôi nhà thành công của bạn một cách rất là bền chặt và đầy trí tuệ, và tất nhiên là chắc chắn nữa. Thay vì nó không giống nhiều bạn trẻ ngoài kia nghèo nhưng mà lại sang chảnh, rồi ở đời chả biết mình là ai, rồi là ngáo thành công á, tuổi thì mới có 20, 22, nuôi miệng mình chưa xong thì cứ start up mới trả triệu đô, mới trả tỷ phú này tỷ phú nọ. Cái chuyện đấy rất là stupid. Tôi có nghĩa vụ, tôi có trách nhiệm phải cảnh báo với bạn cái điều này, đặc biệt là các bạn trẻ. Chúng ta có quyền mơ ước, chúng ta có quyền khát vọng, nhưng chúng ta phải thực tế. Thực tế về xuất phát điểm, thực tế về công cụ, thực tế về những cái giai đoạn nào trong cuộc đời thì những cái bước đi của mình sẽ như thế nào. Và hãy nhớ giúp tôi, và để có một cái ngôi nhà thành công vững chắc, bạn cần có 4 cái trụ. Thứ nhất, ý thức rõ điểm mạnh, điểm yếu, xuất phát điểm của bạn là ai. Thứ hai, một cái nền tảng học tập bền vững, học tập liên tục không ngừng nghỉ. Đừng coi trọng cái bằng cấp bạn đang có, đừng huênh hoang về cái cử nhân của bạn đang có, chưa là cái gì cả. Vâng, nếu bạn ngừng học tập, trí tuệ, hiểu biết của bạn nó thua xa những người mới học hết lớp 9, nhưng người ta học tập liên tục. Cái thứ ba là tư duy phản biện, tư duy đa chiều, luôn nhìn một cái sự vật hiện tượng ở dưới đa góc cạnh để có thể học được, để có nhìn được cái góc nhìn đúng đắn nhất. Và thứ tư là nền tảng tư duy tích cực để có thể luôn lạc quan, luôn sáng tạo, luôn giữ một cái trạng thái tập trung để có thể tìm cái hướng để giải quyết cho vấn đề của bạn. Và nếu bạn đồng ý với tôi thì hãy comment xuống những cái bài học của riêng bạn. Và nếu bạn cho rằng còn những cái điều khác cần hữu ích cho các bạn trẻ thì comment xuống, để những cái bạn trẻ ở cái nhóm tuổi ngoài 20 mới chập chững bước vào đời vẫn còn rất là non xanh, họ học được những bài học của những cái người tiền bối đi trước. Và nếu xung quanh bạn có những cái bạn trẻ mà cần phải nhận được cái thông điệp mạnh mẽ này, đừng quên like và share cái video này đến cho họ. Cảm ơn bạn đã dành thời gian theo dõi nãy giờ. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.